Chào cả nhà nha, kính chúc cả nhà một ngày mới thật là vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, hôm nay Hương nghỉ làm ở nhà làm món, giới thiệu mọi người làm món gì, chè Thái nha. Bé nó thích ăn, làm cho nó thích ăn. Mà đây là những cái trái cây mua lông đông đá ở chợ, đây là nhãn nha, nhãn lông gần. Lúc mà mẹ quậy nó, mà con ấy thì đã chụp hình lúc mà mẹ làm, con để xây xác vô đang thấy luôn. Đây là trái vải, đây là cherry, cái hãng gì, rau câu, rau câu màu xanh. Và đây là thạch, thạch dừa, nó mình trộn chung với nhau với làm với sữa, và bây giờ mình khui hộp ra. Đây, cái này nó trong đây nó nước, nó đường nó nhiều quá, nó ngọt quá, Hương phải lược nó ra, đẩy nó ra. Đây là trái vải nha mọi người, và đây là trái vải. Mình thích mua cái gì thì mình đã có chôm chôm nữa, mình quên mua chôm chôm hết con, chôm ngon. Đây là đông đồ đồ trong hộp thôi. Mấy cái cây này nó không có khó, nó có, chỉ có trái nhãn là trái vải thì hiếm thấy, tươi mà ít lắm. Cái này là mít thì mình thêm, thằng bé chắc nó không không thích mít. Rồi cái này là nó không có cái đồ mở ra, do đó mình phải khui đồ hộp, nó là đồ hộp mình phải khui ra. Mình khui ra nhé. Món chè Thái nha. Rồi cái này mình phải cắt ra rồi. Ngoại ngoại nữa cho con cái mượn cái dao ngoại ơi. Rồi cái này là thạch dừa hoặc là thốt lốt, nó cái này là thạch dừa. Này, quay ra đây nè, lát nữa quay đây nè. Cái này là phải đập. Cái này đập được cái đập với bàn đó không có đập được đâu. Đó, đập như vậy nó mới mở ra được. Đây là thạch dừa. À, nó đẩy vô này, thấy không, đó là thạch dừa đó. Cái nước này nó rất là ngọt nên Hương phải để riêng ra. Đó. Bây giờ mình đẩy cái này vô. Đơn giản lắm. Cái này là cái dao mình sẽ cắt ra. Này là rau câu, cái này mình đổ cũng được nữa, Hương mua cái bột rau câu về đổ cũng được nữa, nhưng mà hơi bị làm biếng, mua sẵn cho nó dễ hơn. Nhỏ lớn mình cắt ra thôi. Nếu mà mình thấy mình tùy theo mình thích ăn lạc hay ăn ngọt, mình nấu thêm nước nước đường, đường phèn vô, mình khoa đường phèn cho nó ngọt. Còn cái nước cái nó ngọt quá mình bỏ hết, mình không lấy nước đó, mình lấy cái này thôi. À, cái này mình cho dài cái hạt mít nha Quân, con không thích mít nhưng mà để cho nó có đẹp. Khui lộn đầu lộn nước không biết nữa. Không nhìn luôn. Đây, đây là mít, mít đông lon đông lạnh. Chỉ xé ra thôi. Thằng bé nó không thích mít thì để cho có mùi thôi, có vị thôi. Thôi xong rồi ai ăn thì bỏ thêm nhiêu đó nhiêu được rồi. Ở đây là cái sữa nha, có sữa tươi. Cái sữa này half and half, là cái sữa này nó rất là loại, sữa này nó rất là loại béo, nó gọi là phân nửa, nên half and half cái tựa của nó béo hơn cái loại sữa tươi thường. Đó, mình bỏ sữa vô rồi mình thắng nước đường. Nó chưa có nước đường hả mày? Mình trước khi mình sữa mình hay thử luôn đi. Để Hương lấy cái đồ thử, nó được thử sữa nhiều khi nó hư bỏ luôn. Hàng sử dụng hết nha, mình phải mua, nhất là mình mua sữa mình phải coi tất cả cái gì ở đây. Ở Mỹ nó kỹ lắm, nó cũng đây hạn sử dụng
sử dụng trước ngày 31 tháng 1. 31 tháng 1 hay năm năm luôn. Nó để trên cái gói này nè, nó mình coi hơn rồi thử thì bây giờ mới có mười mấy tháng 1 mà còn hạn dùng được. Nhưng mà mình phải thử cho nó trắng trắng coi nó có chua hay gì không, bỏ vô liền luôn. Rồi nó béo. Nó mình bỏ sữa vô. Mình chế sữa như đây gọi là chè Thái. Bao tay của mẹ, thôi mẹ dùng bao tay luôn. Lúc cái muỗng nó đẩy mít thì được nhiều ngon. Thêm sữa nó hả con, người bỏ nước đường vô luôn, thấm nước đường. Con không có dùng cái nước nước này đây là nước của trái cây, nó ngọt. Thường thường người ta đẩy nguyên cái ngọt nước trái cây vô, nhưng mà Hương Hương không có muốn. Thêm luôn hết đi hả con? Được rồi. Được rồi. Được rồi. Rồi. Bỏ cái nước gì không? Hả? Bỏ nước gì không? À, lấy nước đường. Tại sao nói nước này? Nước này con muốn nước này hả? Dạ. Nước này đường ăn thắng là bơm nước đó hả? Con muốn nước này hả? Bỏ ít xíu. Bỏ ít xíu không? Ok, nó muốn nước. Nó đây là chè Thái đó, nó muốn chè Thái Hương đã làm xong. Bây giờ hồi nãy cái nước nước trong này là Hương bỏ ra hết, Hương không có lấy. Chè Thái rất là ngon. Xong rồi một lát để nước đường cho nguội. Nước đường để thắng nước đường cho nguội xong rồi để vào và bỏ ra ly, để tủ lạnh rồi múc để đá vừa ăn thôi là món chè Thái. Đây con chụp hình luôn ha, chụp hình mẹ dưới này luôn, nên mình cầm cái ly luôn. Rồi thôi nhưng đây đợi chút nước đường thắng với đường phèn cái gì đó mình muốn ăn cho nó ngon, mình không lấy nước trong cái lon nha mọi người, lấy nước đường thắng, đường nước đường giờ mình bỏ vào đây để nó nguội, mình để vào cho nó ngọt. Nãy trong trái cây nó lấy cái nước mà nước ngọt của trong trái cây, nó mình sợ nó ngọt quá. Mình bỏ nước đường vào. Đây là chè Thái đó. Mọi người gồm có rất là ngon nè. Nhãn, dải, rồi thạch dừa, rồi rau câu. Mình thích ăn nó có nhiều loại trái đó, thốt lốt, chôm chôm, Hương thích thêm nhiều loại nữa. Rồi cái loại gì dẻo dẻo nữa. Nhưng mà bé ở nhà nó chỉ thích loại này. Giờ mình bỏ vô mình đãi tủ lạnh nha, chè Thái nha. Bây giờ đãi tủ lạnh để thử cái ngọt ngon như thế nào. Múc ra thử thôi. Đây một lon chè, đây nó mít thơm thơm, ngọt ngọt, béo béo và trái cây. Món chè Thái Hương mời mọi người dùng món chè Thái nha, ăn có hơi lột bao tay ra mới ăn được. Đây thử cái đường nó ngọt như thế nào, bỏ vô miệng nhìn ngon quá mọi người, hấp dẫn quá mọi người ơi. Nè cả nhà dùng đủ ngọt rồi. Mà thấy ăn được rồi đó, buông ngọt rồi, ngon rồi đó con.